Xin chào các bạn, đây là video của Mê Trầm Hương. Bên mình là cơ sở chuyên gia công và sản xuất các loại vòng trầm cũng như các loại chế phẩm sản phẩm từ trầm hương như là nhang, nhang nụ và các loại hàng sông đốt. Hồi xưa thì bên mình lúc mà mình mới ra bán thì mình cũng có mua lại một vài bên á, nhưng mà mình của vài thợ người ta làm sẵn để mình bán, nhưng mà về sau này á thì mình thấy cái chất lượng những cái bên đó người ta không có đảm bảo như cái tiêu chuẩn của mình muốn, thì mình cho nên mình đã mua máy móc và mình tự sản xuất luôn. Thì cái tiêu chuẩn của bên mình là tất cả những cái vòng á là phải hạt phải tròn đều, không bị móp méo, không bị bầu dục, không có bị móp méo, không ra hình tròn mà nó bị móp móp đi là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không dính mềm, không dính mục, không có tận dụng những cái phôi mà bị mềm mục, mình làm tất cả những hạt đều chắc cứng hết. Và cái thứ ba nữa là hàng mình để mộc, mình không bao giờ đánh sáp nha các bạn, tất cả vòng trầm bên mình đều được để mộc. Cái mức giá của cái hàng, loại hàng thấp nhất bên mình, loại cơ bản á, thì các bạn có thể tham khảo ở trên website là metramhuong.vn. Đây mình cơ bản ví dụ như bên này là loại cái vòng chủ ngón tay 6 ly 108 hạt á là 1.600.000, 7 ly 8 ly là 2.500.000, loại 10 ly là loại thấp nhất bên mình là 1.000.000, 12 ly là 1.500.000. Mình có đủ cái size nha các bạn. Đây là 10 ly, này là 16 ly, 18 ly luôn. 18 ly mình cũng có. Tất cả các loại hàng phổ thông. Thì các bạn cần cái mẫu như thế nào, cái size như thế nào, các bạn có thể nhắn mình để mình tư vấn size cho các bạn. Và cần cái loại cao hơn thì các bạn cũng nhắn mình để mình tư vấn, mình chọn phôi phù hợp để mình làm cho các bạn trực tiếp luôn. Mình sẽ không có mua lại cái bên nào hết. Bên mình, toàn bộ bên mình là làm trực tiếp để mà bán. Thì mình cũng có những cái loại hàng cao cấp, một vài sợi thì có sẵn, các bạn cứ nhắn cho mình cái nhu cầu của bạn, mình sẽ tư vấn. Khi mà mua hàng của bên mình á thì mình sẽ bảo hành cho các bạn là hạt mềm một bể vỡ là mình sẽ đổi hạt mới trọn đời. Cái thứ hai là mình sẽ hỗ trợ cho các bạn khi mà bán hàng thì các bạn sẽ nhận được cái này là một cái hũ thủy tinh để đựng và bảo quản vòng, mình không có bỏ trong hộp gấp nha, không bỏ trong bao zip. Những cái đó các bạn sẽ không thể mà bảo quản tốt được cái vòng của các bạn. Tất cả các vòng bên mình đều bỏ trong hũ thủy tinh, có kèm luôn phôi vụn. Phôi này là phôi từ phôi tiện vòng, phôi đúng của cái vòng này luôn, làm từ cái vòng này ra, làm ra nó dư. Cái thứ hai là các bạn ở xa thì mình sẽ bỏ những cái dây sâu dự phòng để khi các bạn bị đứt dây hoặc là các bạn xài lâu nó mục thì bạn thay dây mới. Bên mình, tất cả các vòng bên mình đều có đầy đủ những cái thứ như vậy. Các bạn có thể lên website để tham khảo cái giá của hàng phổ thông. Cần loại cao hơn thì nhắn cho mình để mình tư vấn. Cảm ơn các bạn.